không có biết là tại sao nó bị như vậy, nhưng mà anh thường là anh sẽ copy Ctrl X và Ctrl Back thì nó sẽ không bị mất vị trí, nó sẽ đúng sơ đồ tính luôn, đúng hết tất cả luôn, nhưng mà nó sẽ mở lên cái giải quyết vấn đề là không có chỉnh được cái recover này cho tụi mình đó. Để xem coi còn không, hy vọng là không, vẫn còn thì đây. Đừng nói là ngay vị trí luôn nha. Không phải. Nó nằm đây. Không thể nào tương tự. Ctrl X và Ctrl Back xem lay. Giờ đi theo từng tầng. Đó, này hai thằng này đó, ồ bát nó vẫn bị lỗi ta. Có thể là do đảo tròn chưa chưa đảo tròn cho nên nó mới bị lỗi. Này trên đây bị bottom, không cho mình chỉnh cái bottom mặt dưới. Rồi. Mình không cho mình chỉnh. Bottom chỉnh cho nó cao lên thử xem cái chân nó bị gì vậy ta. 200 đi cộng chứ. Đó. Thấy không? Cái bottom chỉnh không được nhưng khi mình mũ lên thì lại được. Này là không switch join này, Revit nó hiểu là cái chân này nó vẫn có vấn đề gì cho nên khi mình
mu lên thì ok được. Khi xuống cái tường này á, tôi xuống đúng á, thì nó lại không được. Hay là nó không hiểu, nó hiểu là không có cái lớp bảo vệ nằm dưới đây luôn. Tức là chân này nó không có lớp bảo vệ mà abort luôn. Có cái top và cái những cái mặt bên thôi, tức là bốn mặt. Top là nó sẽ có đủ, là nó sẽ có đúng, là nó sẽ có trên dưới và bốn mặt. Đó. Những này nó hiểu bình thường. Có thể là do cái cột này kích thước nó nhỏ quá so với hàng tường này. Tường này là bao nhiêu? 600. Nó là gì đi? Đó, tức là cái chân cột này nè, nó nằm phủ hoàn toàn trong cái tường này luôn. Thì khi đó nó thằng Revit nó không hiểu là cái bê tông bảo vệ ở chỗ này. Khi mà mình chỉnh nó cao hơn á, thì nó sẽ hiểu. Đó, cao hơn thì nó sẽ hiểu. Khi mà nó nằm như thế này á, thì nó lại không hiểu. Bottom river cover này thì cái này lỗ này thì mình nó sẽ gặp những trường hợp này, thì tức là khi tao nó không hiểu á thì tụi em không thể nào gán cho nó được giá trị á, thì khi mà vẽ thép á thì nó sẽ không đúng, nó sẽ không hiểu, nó sẽ không có này á, thì nó sẽ không không hiểu đây có bê tông bảo vệ đây. Này tương tự luôn. Thằng này thì khi mình đẩy nó lên nè, 200 thấy không? Cho xuống lại thì nó hiểu lại, hiểu được. Còn này thì lên, cho lên hay gì đó nó cũng không hiểu luôn. Lên thì nó hiểu. Xuống thì nó không hiểu. Đó, thì cái việc này thì để anh xem lại nó, tức là nó gặp trường hợp này thì để anh xem lại xem coi có vấn đề gì. Ừ, khi mình hạ này xuống nó sẽ không hiểu này. Rồi thì cái này thì mình sẽ gán cho những cái mà full hết trước, là những cái lỗi này thì mình sẽ đừng chọn nó, tức là mình isolate category nè, mình sẽ chỉ chọn những cái cột lớn này thôi, bỏ cột nhỏ ra. Mà cục lớn cũng có vấn đề nữa. Đó, mình sẽ chọn từng tầng.
nghi lắm đó. Cái cột này nó bạn các bạn nó đảo John rồi hay chưa mà anh thấy cái chỗ này nè. Đó. Thì nó lại được. Cách mình sửa là như vậy nhưng mà cái cách sửa thì nó dễ đó nhưng mà cái cách tìm ra được cái chỗ lỗi nó sẽ rất là khó, mình phải lít từng cái mình kiếm nó. Cái cột này, cái cột này không bị gì hết, trơn tru sạch sẽ luôn, còn nó cũng bị lỗi nữa. Đó, được. Cách sửa thì dễ nhanh nhưng mà cách check thì không có cách nào để check hết. Đó, đây được rồi này, tầng trên xem. Chỗ này nữa ta, chỗ này nữa, hàng này. Bắt lại thì lại được. Đó. Tiếp tục. Rồi. Ổn này. Đó. Mình mới giờ mình kiểm tra. Ok, bị tầng nào cũng bị hết, tại vì mình làm mình bị cái lỗi là mình copy cột lên, tức là mình copy theo kiểu mình anh chỉ tụi em là copy mình như giả sử những cái tầng chung cùng một kích thước cột á thì mình copy cột lên á, cho nên là nó bị lỗi theo kiểu hệ thống luôn. Đó, chỗ này nghi lắm, có vấn đề gì nằm đây nè. Cắt nè. Tiếp tục chỗ này. Tầng 6 tới 7. Tầng 6 tới 7. Chào anh xin.
Đây tuần sau thứ bảy. Cột tuần sau. Lại gặp vấn đề về cái bot nó nữa. Tức là bạn thấy không, cái này lúc nãy lên xuống không được, à, lên xuống mới được. Ok, tại cái file của anh làm á thì nó trơn tru lắm, nó không bị những cái lỗi mấy cái cột mà nó bị dính cái này. Còn file này xưa mình anh lấy của một bạn nào đó anh về anh làm cho nên giờ nó bị những cái lỗi. Ba tuần cuối nó bị này. Nghi cái này lắm nè. Đó, copy cắt là nó được. Thì cái cắt á, tụi em cứ cắt thoải mái. Nó sẽ không làm cái tròn tụi em bị sai đâu. Đó. Ok này. Em này là bị cái top và cái cột này bị level 18, level 19, này level 19 20 mà sao nó có khoảng hở vậy. Top đây, top âm số trăm không hiểu luôn. À rồi, khoảng hở là gì, là cái sàn. Cái sàn đây nè, bạn này chỗ này nó chưa switch on. Cho nên là với cái sàn cho nên cái cột nó bị thụt xuống một chút. Chọn cái cột ui, rồi 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 có vấn đề rồi. Những trường hợp này nó chạy chạy còn nó crash một cái là mình làm lại hết những cái file bị kéo tới vị trí mới vãi.
Bên các bạn có bạn nào bị lỗi như mình không? Em thấy bình thường. Bình thường đúng không? Tại vì tức là mình em có em chọn hết cái cột em quét rồi nó không bị gì hết phải không? Em chỉ làm vậy, em làm từ từng tầng thôi, có từng tầng nó ok. Tức là em làm từng tầng thì cũng giống như cái việc anh isolate từng cái sàn cái cột á, em làm từng cái sàn vậy đó. Đó thì Anh ơi, khi mà quét em quét chọn theo từng tầng đó, nó có hiện hai cái mục, là một mục là cái structure column, một cái là cell đồ tính của cái column đó, thì mình bỏ cái chọn cell đồ tính column đúng không anh? đúng rồi, mình không chọn cho Dạ đúng dạ column, dạ và chọn nếu chọn hai cái thì em nó sẽ không hiện lên cái repair cover cho em chọn của một cột đó, thì nó giống như là dạ cái đúng rồi, dạ đúng rồi. vách cột với vách gì đó nó khác category cho nên là nó không hiện đó. Chà, này năm thằng đều hiện hết mà khi chọn hết tất cả thì là không hiện. Wow, đây thằng này nè. Đó. Rồi. Bỏ cái cột này đi. Cancel. Yes, please. Đó. Khi tụi em sửa lỗi xong á thì nó hiện như thế này. Còn cột này thì để anh về anh xem lại. Tại nó là nó nằm trùng vô hết, trùng vào cái tường á, thì các bạn bạn nãy là bạn không bị cái lỗi cột đó luôn à, các bạn có bị lỗi cột đó Dạ có, quá trời có anh, em có bị tức là có anh, mô hình của em bạn cũng luôn phải không, tức là mô hình bạn lấy của mình thì tất nhiên là sẽ bị rồi, còn cái mô hình của các bạn á tức là bạn tự làm dạ mô hình luôn á là bị luôn đúng rồi ạ, dạ dạ đúng rồi, đó. mặc dù nó không có bị gì hết, Đó, chỉ tức là là tự nhiên nó bị nó không cái thôi. hiểu á, tức là Revit nó không hiểu là cái chân cột của cái đỉnh nó bị cái gì á, tức là mặc dù các bạn đã join switch join hết rồi á thì nó sẽ có bạn nào switch đảo join sao cho cái cột nó liền mạch hết luôn á, không bị ăn bởi cái gì hết á, thì có bạn nào làm xong đó chưa? Rồi có bạn nào bị mà bạn đó có bị lỗi đó không? Tức là mình nghi á là mình làm chưa cái đảo join á cho nên là nó mới bị cái lỗi đó. Đó thì để tuần sau mình sẽ làm cái join cột lại hết, đảo join lại cho nó full hết, tại vì cái bài này mình có những cái chỗ mình chưa đảo join á cho nên là mình có thể là cái đó là nguyên nhân á, còn cái lỗi cái chỗ này nè Em thì kéo xong hết rồi anh, ý là làm xong hết rồi, nó cũng nhìn mượt mà lắm rồi, mà có những chỗ nó vẫn bị mất
để hiểu lý do gì xong rồi cái kéo qua kéo lại thì nó lại xuất hiện trở lại. Đúng rồi đó, thì như là Nó anh bị nói quá. mình anh nãy anh chỉnh nó, cái top nó mất, cái anh chỉnh cái top âm xuống, cái anh chỉnh nó quay trở lại cái nó hiểu đó. Và bị nhiều lắm anh. Thì nói chung á là mình nếu nếu bị á thì mình sửa, quan trọng là cái việc là nó không biết cách sửa chỗ này nè đó. Chứ cái này thì mình chọn có thể gọi là mình làm chậm nhưng mà nó cũng mình phải kiểm soát theo từng tầng á, thì mình chỉnh lại chữa sửa lại được. Mình chọn cái lệnh cắt như của anh á thì nó phải chỉnh lại được, nhưng mà cái lỗi mà cái lỗi này nè không chỉnh được thì nó lại là một câu chuyện khác đó. Tại vì cái bê tông bảo vệ này rất là quan trọng đó, 200 nó cũng không suy nhây hết, 100 200 nó không bị hết. Ủa, mình offset cái top mà đó nó hiện nè, cái sau đó bỏ xuống ảnh mất đó. Thì cái bê tông bảo vệ này nó rất là quan trọng để mà khi mà tụi em vẽ thép á, cho nên là anh cần cái đó. Nhưng mà nếu mà tụi em vẽ thép cột đi là cái thanh thép của tụi em á là nó sẽ đi từng tầng, giả sử như thanh thép nó sẽ chạy, anh sẽ vẽ từ từ tầng 1 đi, nó sẽ chạy lên tầng 2, nó sẽ uốn, nó sẽ gọi là nó chừa một cái khoảng để mà nối thép cho tiếp tục, tức là mình thi công theo từng tầng á, xong rồi mình chừa khoảng uốn, mình ta đổ bê tông á, xong rồi những người khác được đổi thép, thứ khác đổi thép ta làm lên tầng trên nó cũng cũng làm tương tự luôn đó. Thì anh nghĩ đó là cái lớp bê tông bảo vệ của cái hàng top và hàng bot này á nó sẽ không cần thiết đó. Thì tại vì cái top và cái bot này, tại vì thanh thép của mình là luôn đi thẳng, tức là có những trường hợp không, có ít trường hợp là nó sẽ đi xong rồi nó bị, nó gọi là nó uốn, tức là nó mất thanh thép, tức là sao, tức là nó đi xong rồi nó kéo ngược qua đây, tại vì cái thanh thép đó nó không đi tiếp nữa, giống như cái cột mà em bị bóp tiết diện á, thì nó sẽ khi tiết diện nó nhỏ đi thì thép nó sẽ nhỏ lại, khi người ta thiết kế thép ít lại á, thì những cái coi như thanh thép họ chạy, nó chạy tới đây thôi, nó sẽ không đi tiếp nữa, thì những trường hợp đó mới cần cái bê tông bảo vệ của hàng top và hàng bot. Còn những trường hợp bình thường là nếu mà cái cột như thế này á, nó sẽ chạy từ trên đây nè, nó sẽ chạy lên một khoảng để mà nối, thì tiếp tục ta thi công tầng tiếp theo ta cũng, cái thanh thép nó cũng sẽ chạy từ đây lên đây để có khoảng nối chỗ này, nó cũng chạy lên đó. Em giả sử như vậy anh sẽ vẽ một cái đi theo đường đường line đó. Thép nó đi thế này nè, nhưng mình đã tắt nó rồi. Quay đây, nó đây này. Mình đang ẩn temporary đó, nó sẽ thanh thép sẽ đi thế này. Đó, nó sẽ như thế này.
Đó, tất nhiên là nó sẽ thế này để bảo đảm là nói không quá 50% trên một cách. Đó, thì tương tự khớp trên thì tụi em sẽ copy này lên. Đó. Chỗ này nó sẽ cũng sẽ nói và kém sẽ đi lên thế này. Đó. Thì khi đó cái chỗ này á, top nó sẽ không cần bê tông vệ tại thép đi thẳng luôn. Còn trường hợp mà nó đi mà nó kéo cong như thế này, giả sử như cái chỗ này bóp tiết diện đi, thanh thép này nó không đi chạy lên nữa mà nó kéo xuống đây. Đó, và nó kéo ngang á. Để mà nó nói á, thì lúc đó nó cần bê tông bảo vệ của hàng cột này. Đó. Ok. Tụi em sẽ check lại mô hình, tức là mình có lớp bê tông bảo vệ để mình gắn cái cột á, thì mình cách nhanh nhất là anh nói là isolate nè, sau đó tụi em sẽ chọn thì nó sẽ gặp cái lỗi mà nãy anh bị á, thì tụi em sẽ check lại xem là sửa lại, check lại từng tầng và kiểm tra lại và sửa như anh đã sửa. Come on. Rồi. À, em sẽ check lại từng tầng. Âm 100 nó không hiểu luôn. Chụp cái bot hoài. Đó. Sử vậy tụi em chọn cái này á, đó. Em sẽ phải sửa lỗi để mà nó hiện ra hết như thế này. Và mình chỉnh lại. Đó. Thì cái này nó sẽ tốn thời gian. Thì như nãy giờ anh làm vậy đó. Anh sẽ check lại từng tầng xem là cái cột nào bị lỗi. Rồi tầng đó bị lỗi thì sẽ check từng hàng từng hàng. Đó. Mình chỉnh lại là của vách và cột là 25. Đó, 25 đúng rồi nè. Nhưng mà anh vẫn không thích cái việc là nó bị cái lỗi chỗ này nó không hiện. Đó. Rồi tiếp tục tới dầm và sàn. Đây mình bỏ cái sàn nghiêng đi, nó có bỏ cái sàn trước, sàn trước đi. Anh vẫn bị lỗi cái những mặt khác. Sàn á, thì khi tụi em làm
những mặt khác là bốn mặt hai bên top bot là ok nè. Đang suy nghĩ xem là những cái mặt khác này nó có quan trọng hay không. Tại sao khi mình đảo join này nó bị floor cùng là floor mà sao nó không hiện lên cái kia ta. Thậm chí cái sàn nghiêng nó cũng có bê tông bảo vệ nữa. À có cái hàng này nè. À, nó bị mất cái bot này. Là cái thằng này anh không, tức là anh click từng cái một á này, anh thấy không, đây nó còn có thiếu cái này, chẳng lẽ là nó là cái này rồi em đi nè. Âm xuống 50, cái này cũng âm xuống 50 mà đâu bị gì đâu. Nó cắt và bát thì nó sẽ ổn. Cắt bát để nó bị mất. Ok. Từng tầng. Đừng nói sàn âm nữa nha. Đây. Bị overlap với hình này.
Rồi. Đó. Cái biên dạng nó bị sai. Bởi nó bị trùng, anh cắt mà nó vẫn còn này. Đó, tức là khi mình vẽ, mình làm mô hình 3D á, mà mình làm không kỹ á, là tới mấy mấy bước này là mình sẽ ăn hành. Đó. Đó. Tương tự là hàng sàn thì mình sẽ chỉnh nó là 15 mm. Nhắc lại là móng á, là trên là 50, dưới 100, bốn mặt là 50, cột vách á, là 25 hết, dầm dầm á, cũng 25, sàn thì là 15. Đó, mình sẽ chỉnh lại cái bước này. Rồi. Có bạn nào làm mà không chỉnh được không? Ngoại trừ cái cột mà của anh. Đây. Đó, có bạn nào làm không được không? Lấy element này. Chuẩn bị. Đó, đây là cái file anh chỉnh, tức là anh làm đúng hết á, nhưng mà khi mình chọn á thì nó vẫn cột nó vẫn bị lỗi. Đã bắt buộc mình phải chọn từng tầng vậy đó, mình chỉnh lại. Đó. Rồi. Rồi có bạn nào làm không được không? Cái bước chỉnh mô hình, chỉnh cái bê tông bức vẽ này là mình phải làm trước. Tức là mình phải làm này trước và phải làm cho đúng một lần cho hết. Chứ mình để mà nó qua vẽ thép xong là mình sửa lại là không được, phải vẽ lại thép á.